Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha, Lang Thang Nha Trang. Mọi người ơi, hôm nay thì mình đang đi lang thang chỗ Hòn Chồng Nha Trang đó mọi người. Và đặc biệt đây là bãi sau, bãi phía sau của Hòn Chồng Nha Trang ha. Tại vì đây không phải là đường chính ngạch, tại vì đây là một cái đoạn đường vắng và đi vào ở nơi đây. Đây là một cái nơi cũng đẹp nhưng mà ít người biết đến lắm mọi người ha. Và đây là đường đi vào ha. Mọi người nhớ là ngay chỗ cầu vượt đường Phạm Văn Đồng và chúng ta rẽ vào đây rất là dễ ha. Rồi, nơi đây là Hòn Chồng ha mọi người. Một mỏm đá cũng rất là đẹp. Ở đây là rất nhiều những cục đá được xếp lại với nhau đó mọi người. Thì đây là một cái truyền thuyết rồi. Theo truyền thuyết là ngày xưa đó mọi người, có một người khổng lồ ha, bị té xuống khu vực này. Khi mà ổng đang leo núi đó thì mang theo những cục đá trên núi rớt xuống đây. Có cả những mỏm đá mà in dấu bàn tay của ổng nữa ha mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan Hòn Chồng ha. Đây là cái bãi sau thôi. Thì đầu tiên là chúng ta đi quan qua một cái những bãi đá ha mọi người ha. Đá ở đây cũng khá là lởm chởm, đi cũng cẩn thận. Biển thì hôm nay rất là đẹp, trời hôm nay rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan, có thể là leo núi luôn ha mọi người ha, leo lên những cái mỏm đá như thế này nè. Hôm nay thì nước rất là êm, thủy triều rút rồi đó, cho nên là nước ở đây cũng ít. Ngày thường là nước ở đây cũng cũng sâu lắm đó mọi người, cũng nhiều nước và cũng có sóng nữa đó. Thì hôm nay thì rất là êm rồi. Hiện tại là có mấy bạn trẻ đang đi leo núi kiếm chỗ picnic đó mọi người. Và bây giờ mình cũng theo chân các bạn trẻ luôn ha. Để mình ghi hình thêm cảnh biển ở đây rất là đẹp. Rồi bây giờ mọi người cùng theo chân của mình nha. Để mà đi được trên những cái cục đá này đó mọi người, thì mọi người cũng cẩn thận. Tại vì những cục đá nó cũng bị xếp chồng lên nhau đó. Đi chúng ta lựa những cục lớn mà đi ha. Đi mấy cục nhỏ là sợ nó bị chật những cái hòn ở dưới đó, nó bị rớt xuống. Cho nên là mình sẽ dễ bị chật chân lắm ha. Chỗ đây thì cũng khá là cao. Để mình kiếm chỗ ha. Rồi đây chắc phải nhảy xuống rồi. Nhảy. Rồi đây là những cái mỏm đá ha mọi người. Những cái cục đá mà nó màu đen đó thì chắc là nước mọi người ha. Nước nó dâng lên. Nước dâng lên nó đánh vào những cục đá này. Người ta nói nước chảy đá mòn ha. Rồi bây giờ để tiếp tục thì mình sẽ leo lên trên những cái cục đá này ha. Đường xá ở đây đi cũng khá là khó ha mọi người. Mọi người đi nhớ cẩn thận và mang nhớ là mang giày, mang dép, sợ nhiều khi nó cũng bị đứt dép đó. Hiện tại mình đang kiếm chỗ mình leo lên ha. Cái những cái cục đá nó cũng xếp chồng lên nhau đó. Mọi người đi cũng cẩn thận ha. Và mọi người nên nhớ là ở đây là rất là đẹp.
thì mình đã qua được bờ bên đây rồi ha mọi người. Và cái chỗ xa xa phía hồi nãy đó là cái bãi mình đậu xe đó mọi người. Ở đây là những cục đá nè, mấy cục đá nó màu đen là nước nó đánh lên đây rồi nè. Ở đây là có các bạn trẻ ha, hẹn hò ra đây tâm sự cũng rất là thú vị. Cục đá này là to nhất ha mọi người, có một cái diện tích mặt phẳng cũng khá là tốt và cũng tập trung được nhiều người lên đây. Mọi người thấy ở phía mấy cục đá ở xa đó mọi người, đó là tí nữa mình sẽ leo qua bên đó luôn ha. Cảnh đẹp quá ha mọi người. Đi cái này một tay cầm máy ha, một tay đi rồi cẩn thận, mấy cục đá cũng khá là khó. Wow wow, cảnh đẹp quá. Ở kẹt dưới hai cái hốc đá là có một cái bè ha mọi người. Cái bè đó là để của mấy anh ngư dân đó, để mà đi chèo ra thuyền thì đánh cá đó mọi người. Biển hôm nay yên bình quá. Hiện tại thì mình đang tiến lên phía trên ha mọi người, tiến lên những cái mỏm đá rất là to ở phía trước. Rồi mọi người ha, mình đang đứng cái chỗ đây nè, thì một phong cảnh rất là đẹp luôn. Rồi ok, wow wow, đứng đây nhìn cảm giác rất là đã luôn mọi người, bao quát hết được toàn cảnh luôn, rất là đẹp. Mọi người nhìn trời, nhìn đất, nhìn nước biển, rồi nhìn mấy cục đá đây rất là thú vị luôn. Mọi người nhớ nha, đây là Hòn Chồng ha, bãi sau mọi người đi đường Phạm Văn Đồng ha, rồi thấy một cái hòn đỏ rồi chúng ta sẽ rẽ vào đây và chúng ta sẽ đi cái con đường đất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại về bên dưới ha. Đáng lý là còn qua thêm cái khu bên Hòn Chồng chính đó mọi người. Tuy nhiên thì đó, phía bên xa đó là cái Hòn Chồng chính đó mọi người. Đây cũng đường cũng khá là khó đi lắm, cho nên là mình sẽ không qua bên đó được ha. Bây giờ mình đang kiếm đường đi về. Rồi bây giờ mình sẽ xuống lại ha. Mọi người ráng thử nha, nếu mà đến Nha Trang đó hãy ghé qua bên đây, Hòn Chồng bãi sau ha mọi người, rất là đẹp.
cũng dễ đi lắm ha. Gửi xe rồi chúng ta leo núi lên đây một đoạn thôi, cũng không có nhiều, cũng không có cao, cũng rất là đẹp luôn, cảm giác rất là khó tả luôn. Mọi người nhớ ha, tại vì mình đến Nha Trang đó, mình phải khám phá hết những cái nơi mà ngoài những cái địa điểm du lịch ra ha, còn những cái rất nhiều địa điểm mà chúng ta cần khám phá luôn. Mọi người thấy không, một cái phong cảnh nó quá là tuyệt vời, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ trở lại ha, trở lại. Thấy mấy cục đá này nó cũng rất là to đúng không? À, ở đây là có một số bạn trẻ là sinh hoạt ở đây ha, là ăn uống ở đây nè. Thì những cái bữa chiêu, những cái bữa mà picnic đó, thì nhóm lửa ở đây cũng rất là thú vị luôn. Trở lại những cái câu chuyện truyền thuyết về người khổng lồ đó mọi người. Thì bên cái khu hòn chồng chính á, là những cái cục đá to như thế này nè, là nó có những cái dấu tay á mọi người, dấu những ngón tay á, là in hình là 5 ngón tay luôn. Thì cái đó là truyền thuyết thôi, chứ ngoài đời thật thì cũng không ai chứng minh được điều đó, mà lý do gì tại sao những cái cục đá nó lại to đó như vậy ha, mà nó lại in những cái ngón tay đó. Là buổi chiều ha mọi người, cũng 5 giờ chiều rồi. Thì một chút vận động ha, vận động trong một buổi chiều coi như là tập thể dục đó mọi người, cũng rất là thú vị. Ở đây không khí rất là trong lành và rất là yên tĩnh luôn ha. Ngồi nghỉ mệt chút, tại vì nãy giờ leo cũng mệt rồi. Ở đây nhìn ngắm phong cảnh cũng rất là đẹp. Rồi tới đây là đường cũng ok rồi ha mọi người. Bây giờ mình sẽ về lại vị trí ban đầu. Rồi tới đây ok rồi. Chỗ này có mấy đứa nít đang tắm biển nè. Chỗ cái gành đá ha, gành đá hồi nãy mình đi, bây giờ mình đi lên lại thôi. Không, mọi người thấy không, những cái cục đá cũng lởm chởm nè, đi cũng dễ bị chặt chân lắm ha, mọi người chú ý ha. Ok mọi người ha, hiện tại là mình vừa mới review cho mọi người cái bãi sau của Hòn Chồng đó mọi người, một buổi leo núi ha, cũng khá là thú vị. Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình xin kết thúc video này ở đây ha. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.